mời, dậy mời đi, ai vào? Dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khôn một lần. Dậy mà đi ơi đồng bào ơi, đừng tiếc nữa can trì không mãi. Dậy mà đi núi sông đang chờ, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta chiến xa nhà. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Thưa quý vị và các bạn, Côn Đảo, chỉ hai tiếng ấy đã gợi lên trong mỗi người Việt Nam chúng ta ý niệm về một dải đất trồi lên giữa đại dương mênh mông sóng và nước. Ở nơi đây, trong suốt một thời gian dài đằng đẵng đã bị các thế lực đế quốc và thực dân khai thác, lợi dụng, biến nó thành một thứ địa ngục trần gian, hòng dập tắt mọi sức mạnh phản kháng, với xà lim, chuồng cọp, roi vọt, tra tấn, tù đầy khổ sai. Kẻ địch đã bứt hàng ngàn, hàng vạn số phận người ra khỏi quỹ đạo của một cuộc sống bình thường và ném lên hòn đảo xinh đẹp ấy không gì khác hơn ngoài máu và nước mắt. Tuy nhiên, đối với những chiến sĩ cộng sản thì nhà tù của đế quốc lại chính là nhà trường cách mạng, là lò lửa nung nấu ý chí chiến đấu. Không một lúc nào họ mất niềm tin của mình vào sự bất diệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như của Đảng Quang Vinh. Và nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2, chương trình văn học nghệ thuật của chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với trường ca Sóng Côn Đảo của nhà thơ Anh Ngọc qua chương 2, chương có nhan đề Tiếng hát những xà lim, để được sống cùng với niềm tin của những con người cao cả và bất khuất ấy. Mặt kẻ thù là mặt những xà lim, những tiếng hát là tiếng người cộng sản. Tiếng bay ra từ những biệt giam, cái lỗ khóa hình bông hoa năm cánh, trổ lên trời một vì sao giá lạnh, một chấm xanh nơi tiếng hát bắt đầu. Lời của đất đai nên tiếng hát ngân sâu, đất thấm máu những nền đen cấm cố, bản hòa tấu của thép gan và tre gỗ, cái còng, cái xiềng, cái xích, cái gông. Tiếng gió gào trên chuồng bò mùa đông, tiếng nắng rồi chuồng heo chưa mùa hạ, tiếng thê thiết những chiều mưa hầm đá, bốn bức tường tiếng vực xoáy bên trong. Những đêm đen chuồng cọp không cùng, có nỗi nhớ một hoàng hôn vừa tắt, có tiếng vọng những bức chân đã mất, sóng sắt xà lim rung tiếng hát con người. Đời ta sinh ra để làm người tự do, cùng gống trả lại quân thù, mênh mông tiếng hát trả cho con người. Con đường chỉ một đường thôi, trăm lời cũng chỉ một lời thủy chung. Có tiếng cờ bay trong ánh lửa công đồn, khúc hát ru con có gừng cay muối mặn, tấm thẻ đảng và một lời căn dặn, suốt một đời hành lý vẫn mang theo. Bay qua chuồng cọp, bay qua chuồng heo, vọng tới chuồng bò, vọng sang hầm đá,
thiên lãnh, đôi mô cờ lạnh giá. Tiếng hát bay vòng những vực thẳm khổ sai. Lửa của biển trời nên tiếng hát rộng dài, thanh tiếng gió lại khi trầm điệu sóng. Tiếng bất khuất lồng ngực gầy máu đồng, tiếng kiên trung ngon ngọt chẳng thay lòng. Như anh nhắn em, như vợ nhắc chồng, như đồng đội gọi nhau, như bè bạn. Ôi tiếng hát của những người cộng sản, xé đêm dày rực sáng những xà lim. Lúc nghe tin Côn Đảo giải phóng thì chúng tôi không ai bảo ai, cũng không đợi lệnh của cấp trên, mà chúng tôi còn nhớ lúc bây giờ là tôi lấy một cái xe Honda chiến lợi phẩm và lần đầu tiên ngồi lên một chiếc xe máy và chở bạn tôi là nhà báo Mạnh Hùng đấy, và chúng tôi phóng thẳng ra Vũng Tàu, và từ Vũng Tàu chúng tôi đi ra Côn Đảo bằng tàu của Hải quân. Thế thì có thể nói là ngay trong đêm đầu tiên ở Vũng Tàu thì chúng tôi đã được chứng kiến, được đối diện với những con người, những anh chị vừa được chở từ Côn Đảo về chuyến đầu tiên ấy. Trong đó có những gương mặt, những tên tuổi mà chúng tôi đã thuộc nằm lòng từ thuở ở miền Bắc, còn cắp sách đến trường, những huyền thoại sống đấy. Đó là ai ạ? Đó là giáo sư Lê Quang Vịnh, đó là anh Lê Hồng Tư, mà lúc bây giờ chúng tôi gọi là tiểu đội anh hùng Lê Quang Vịnh, đã làm nên một cái vụ án lịch sử ở Sài Gòn. Lê Quang Vịnh còn vào trong bài, trong thơ ca, trong một cái bài hát rất nổi tiếng mà chúng tôi vẫn hát. Lê Quang Vịnh, người con Quang Vinh, tôi khắc tên anh, tôi hát tên anh trong, tôi khắc tên anh vào trái tim tôi hát tên anh trong triệu con người, vân vân. Thế những con người đó bây giờ ngồi ngay trước mặt tôi, bằng xương, bằng thịt, thì phải nói là xúc động vô cùng. Và đêm hôm đó tôi đã dành cả một đêm tròn để nghe anh Lê Quang Vịnh kể về những ngày sống và chiến đấu của anh trước khi vào tù, cũng như là lúc ở trong nhà tù Côn Đảo. Thưa ông Lê Quang Vịnh, được biết ông là một chiến sĩ cách mạng đã từng dũng cảm đấu tranh trực diện với chế độ Mỹ ngụy cũng như chế độ nhà tù Côn Đảo. Vậy ông có thể cho khán giả truyền hình được biết những ký ức của cá nhân ông về nhà tù Côn Đảo được không? Đối với tôi đó thì Côn Đảo có nhiều ý nghĩa lắm. Tình cảm của tôi đối với Côn Đảo thì cũng có nhiều mặt lắm. Tôi đã sống trong nhà tù Côn Đảo gần 14 năm ròng. Kể như cả tuổi xuân của tôi đã bị dập vùi trong cái nhà tù hắc ám ấy. Đế quốc thực dân đã thiết lập nơi đây một chế độ hung ác bạo tàn kéo dài đến 113 năm. Nhưng trong chế độ hung ác bạo tàn ấy, những con người bị áp bức, đau khổ, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác đã biết đoàn kết lại để sống và chiến thắng. Côn Đảo là họa ngục cực hình ghê rợn, nhưng Côn Đảo cũng là trường đại học cách mạng vẻ vang. Nghĩ đến Côn Đảo, tôi vừa căm thù lại vừa biết ơn. Con suối nhỏ cũng mang hồn biển, nói bị đày đi Côn Đảo, nhưng cũng có thể nói là được vào học ở Côn Đảo. Con người ta tôi tự thấy cũng yếu đuối, nhỏ bé và tầm thường, nhưng khi tiếp cận với cái vị đại của Côn Đảo thì bỗng tự nhiên lớn hẳn lên. Đã có lần tôi bàng hoàng tự hỏi ai đã cho mình những sức mạnh mà mình vốn không có. Sao lúc ấy nó lại mạnh liệt, kỳ diệu đến thế? Nhờ ai rửa óc thay gan, lọc trong máu bệnh, xua tan tâm hèn? Tôi luôn luôn biết ơn Côn Đảo.
đã dạy cho tôi lắm điều hay. Trong 14 năm tù Côn Đảo, tôi đã học được nhiều giá trị lớn. Nằm trong hầm đá chuồng cọp Côn Đảo, tôi miên man suy nghĩ về một Côn Đảo chan chứa tình yêu thương và đầy kính trọng. Côn Luân ơi, anh dũng tuyệt vời, Tổ quốc ôm em trong đôi tay trìu mến, khi ngày mai đến, hoa nở trên mộ người và lệ đậm môi cười, tôi âm thầm tưởng niệm giá tự do, độc lập sống trên đời. Những phần thơ mà ông vừa đọc có thể nói là những phần thơ đầy chất xúc cảm và khiến cho người nghe rất cảm động. Vậy đấy có phải là những phần thơ mà ông sáng tác trong những tháng ngày bị giam cầm tại Côn Đảo hay không? Vâng, đúng như thế. Tôi còn nhớ là cái câu mà nhờ ai rửa óc thay gan, lọc trong máu bận xua tan tâm hèn là trong cái bài Cho Em. Bài Cho Em đó là bài mà lúc tôi chống chầu cờ đó, thì tôi nghĩ rằng là đó cũng là một cái điều mà tôi dành để tặng cho người yêu. Những cái câu mà Côn Luân ơi, anh dũng tuyệt vời đấy, đó là trích đoạn ở trong trường ca Côn Đảo tôi đã sáng tác khi nằm trong hầm đá lao 2 của Côn Đảo và năm 1970. Vâng, xin cảm ơn ông. Có tiếng cờ bay trong ánh lửa công đồn, hát ru quần cay muối mặn, tấm thẻ đảng và một lời căn dặn, suốt một đời hành lý vẫn mang theo. Bay qua chuồng cọp, bay qua chuồng hẹ, vọng tới chuồng bò, vọng sang hầm đá. Má thiên lạnh, đôi ngô cừu lạnh giá, tiếng hát bay vòng những vực thẳm khổ sai. Lửa của biển trời nín tiếng hát rộng dài, thanh tiếng gió lại ghi trầm điệu sóng. Tiếng bất khuất lồng ngực gầy máu đồng, tiếng kiên trung ngon ngọt chẳng thay lòng. Như anh nhắn em, như vợ nhắc chồng, như đồng đội gọi nhau, như bè bạn. Ôi tiếng hát của những người cộng sản, xé đêm dày, rực sáng những xà lim. Thì trong khi kẻ thù có đầy đủ tất cả, có nhà tù, có xiềng xích, có súng đạn, có dùi cui ma chất, có cả những tên giám ngục khét tiếng ác ôn, thì người tù có gì? Người tù không có gì hết. Người tù chỉ có một tấm thân trần gầy guộc, ốm yếu, đói ăn khát uống. Nhưng họ có cái quan trọng nhất của con người, đó là một cái ý chí kiên cường, một cái lập trường kiên định và một cái tình yêu vô bờ. Như vậy họ còn cái gì nữa? Họ còn tất cả cái đó phải biểu hiện ra trong lời nói và đặc biệt là trong tiếng hát. Bởi vì tiếng hát, người ta nói là âm nhạc, đó chính là cái tiếng cao thượng đẹp đẽ nhất của hồn người. Cho nên ở đây con người phải chiến đấu bằng tâm hồn của mình, chiến đấu bằng lý trí của mình, tức là chiến đấu bằng cái vẻ đẹp của cái phẩm chất người, nó thể hiện trong cái thế giới tinh thần. Và cái đó thì không còn gì hơn là tiếng hát. Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống Mỹ, nhà thơ Anh Ngọc đã từng là chiến sĩ thông tin liên lạc và chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Chính trên cái mặt trận khốc liệt ấy, ông đã chứng kiến và tự mình trải nghiệm trong sự xả thân vì Tổ quốc của những người chiến sĩ cộng sản. Đối với ông, hiện thực ấy không chỉ là một ký ức thiêng liêng, đồng thời nó còn là nguồn mạch nuôi dưỡng cho hồn thơ người lính trong ông. Người chiến sĩ cộng sản, đó là hình tượng nhân vật đẹp nhất của thơ ca cách mạng Việt Nam. Và rất nhiều bài thơ của anh Ngọc đã được sáng tác với cảm hứng ngợi ca những con người kiên cường, bất khuất ấy. Trường ca Sóng Côn Đảo của ông, và trong đó chương 2, chương Tiếng Hát Những Xà Lim, có thể coi là bài thơ độc lập và khá thành công. Ở đây, giọng thơ khi trầm lắng thiết tha, khi hùng tráng sôi nổi, và nghệ thuật khái quát gợi nhiều liên tưởng.
có thể coi tác phẩm như là một trong những tác phẩm thành công nhất không chỉ đối với anh Ngọc mà đối với cả thơ ca viết về người chiến sĩ cộng sản nói chung. Xin mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài thơ. Dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn công khôn một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi, đừng tiếc nữa can chỉ không mãi. Dậy mà đi, núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta đến xa nhà. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Những tiếng hát là tiếng người cộng sản, tiếng bay ra từ những biệt giam, cái lỗ khóa hình bông hoa năm cánh trổi lên trời, một vì sao giá lạnh, một chấm xanh nơi tiếng hát bắt đầu. Lời của đất đai nên tiếng hát ngân sâu, đất thấm máu những nền đen cấm cố, bản hòa tấu của thép gan và tre gỗ, cái còng cái xiềng cái xích cái gông. Tiếng gió gào trên chuồng bò mùa đông, tiếng nắng rồi chuồng heo chưa mùa hạ, tiếng thê thiết những chiều mưa hầm đá, bốn bức tường tiếng vực xoáy bên trong, những đêm đen chuồng cọp không cùng, có nỗi nhớ một hoàng hôn vừa tắt, có tiếng vọng những bước chân đã mất, sóng sắt xà lim rung tiếng hát con người. Đời ta sinh ra để làm người tự do, cùng gống trả lại quân thù, mênh mông tiếng hát trả cho con người. Con đường chỉ một đường thôi, trăm lời cũng chỉ một lời thủy chung. Có tiếng cờ bay trong ánh lửa công đồn, khúc hát ru con có gừng cay muối mặn, tấm thẻ đảng và một lời căn dặn, suốt một đời hành lý vẫn mang theo. Bay qua chuồng cọp, bay qua chuồng hẹn, vọng tới chuồng bò, vọng sang hầm đá, má thiên lãnh bên mố cờ tiếng hát bay vòng những vực thẳm khổ sai. Lửa của biển trời nên tiếng hát rộng dài, thanh tiếng gió lại ghi trầm điệu sóng, tiếng bất khuất lồng ngực gầy máu đồng, tiếng kiên trung ngon ngọt chẳng thay lòng. Vợ nhắc chồng, như đồng đội gọi nhau, như bè bạn. Ôi tiếng hát của những người cộng sản, sẽ đêm dày rực sáng những xà lý.
cùng đến với một ca khúc viết về ngành bưu chính viễn thông của chúng ta do chính cán bộ trong ngành sáng tác. Xin giới thiệu Trung tâm Thông tin Bưu điện và Văn phòng Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Và đội thứ hai, đội Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trước khi bắt đầu chương trình thi, xin mời đồng chí Phạm Đạo, thư ký Hội thơ Bưu điện lên có đôi lời phát biểu. Mỗi dịp cuối năm hay nhắc người ta về những kỷ niệm của mình. Đối với người lao động bưu điện chúng tôi tự hào biết bao khi vào thời điểm này hay bất kỳ thời điểm nào khác nhìn lại đều gặp những cột mốc đỏ đánh dấu những bước tiến vững chắc đầy ý nghĩa, những nỗ lực tự vươn lên chính mình của toàn tổng công ty cũng như của mỗi người bưu điện chúng tôi. Hôm nay những người bưu điện chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với các bạn một góc tâm hồn mình, những sáng tác thơ ca của người bưu điện ở các lứa tuổi, các vị trí công tác khác nhau sẽ giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, sẽ nhân lên niềm vui và tình yêu trong trái tim mỗi người để chúng ta lại có thêm nguồn lực mới cho những cột mốc mới, những thành thách thức mới đang đón chờ phía trước. Xin cảm ơn đồng chí Phạm Đạo. Xin bước vào phần thi thứ nhất. Sau đây chúng ta hãy cùng ôn lại những câu thơ hay viết về cái công việc làm cho cái sự xa trở thành gần, cái sự thiếu trở thành có, tức là về công việc của những người làm trong ngành bưu chính viễn thông. Thể lệ của phần thi này như sau. Trên bàn của hai đội chúng ta